chuyển những bình luận được cho là từ phía ý nhi văng tục chửi cộng đồng mạng khi bị lên án sau khi đăng quang Miss Tour Việt Nam 2023, Ý Nhi liên tiếp gặp sóng gió từ những phát ngôn và hình ảnh. Đầu tiên, cô nàng gây bức xúc khi nói về quan điểm về việc đi thi hoa hậu. Manflex của cô đã khiến cộng đồng mạng bức xúc. Tân hoa hậu Ý Nhi từng chia sẻ: "So với những việc mình muốn làm thì mình phải làm những việc có giá trị. Thay vì giống bạn bè đồng trang lứa chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, uống trà sữa, đi cà phê thì tôi đã tham gia cuộc thi hoa hậu. Tôi trưởng thành hơn các bạn. Đã có công việc của bản thân, khi các bạn còn là sinh viên vừa đi làm vừa đi học thì tôi đã là một hoa hậu rồi. Ở trọng trách đó, tôi cũng phải giữ gìn bản thân hơn để làm sao phù hợp với cương vị mới." ngay lập tức khán giả cảm thấy khó chịu thậm chí phẫn nộ vì cô nâng nâng cao bản thân quá đà và kém tinh tế tiếp đó trong một lần chia sẻ khác ý nhi lại nhắc đến bạn trai cũng kém tinh tế cụ thể người đẹp tuổi ngọ cho hay thực sự bạn trai cũng nói với em rằng bạn muốn cố gắng muốn phát triển để phù hợp với em để mọi người không so sánh rằng bạn không bằng em hay này kia bạn luôn có sự cố gắng như vậy và em cũng thế, nên lúc chia sẻ em cũng nói rằng cả hai cùng cố gắng vì nhau, thậm chí khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cả hai cùng đều phấn đấu để học giỏi hơn. Trước những chỉ trích của cư dân mạng, Ý Nhi cũng đã thông qua trang Facebook cá nhân của mình đã gửi lời xin lỗi đến mọi người tận hai lần. Ý Nhi nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong suy nghĩ và kỹ năng diễn giải trước công chúng của mình, chính từ đó đã gây ra những tổn thương cho các bạn đồng trang lứa. Ở tuổi 21, Ý Nhi vô cùng biết ơn những may mắn đã đến với mình, biết ơn vì sự ủng hộ, sự tín nhiệm của khán giả và ban tổ chức trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Vì thế, Ý Nhi luôn luôn trân trọng danh hiệu và tình yêu của tất cả mọi người. Một lần nữa, Ý Nhi chân thành cảm ơn và xin ghi nhận toàn bộ những đóng góp, chia sẻ của người hâm mộ Sắc Đẹp Việt Nam. Mong rằng mọi người sẽ mở lòng đón nhận và cho Ý Nhi thời gian để cải thiện những thiếu sót của mình. Chắc chắn rằng sai phạm lần này là bài học rất lớn để Ý Nhi nỗ lực rèn luyện hơn trong tương lai. Ý Nhi xin hứa rằng không bao giờ làm cộng đồng yêu mến Sắc Đẹp phiền lòng và thất vọng. Người đẹp Bình Định nhìn nhận vấn đề, gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả, vừa lên tiếng xin lỗi khán giả chưa được một ngày, Ý Nhi lại khiến cộng đồng mạng nóng máu với đoạn clip khi được yêu cầu kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định, Tân hậu lập tức đáp em nhà thơ hàn mặc tử và vua quang trung Câu trả lời của Ý Nhi trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng Miss World Việt Nam 2023 chỉ mới đăng quang chưa lâu, độ phủ sóng không quá rộng rãi nên cô không nên tự nhận bản thân là người nổi tiếng. Chưa kể việc người đẹp tự đọc tên mình trước bị cho là thiếu khiêm tốn, thiếu tôn trọng đối với những nhân vật huyền thoại trong lịch sử nước nhà. Liên tục có những phát ngôn khó đỡ, Huỳnh Trần Ý Nhi đã thu về lượng anti fan khủng nhất trong lịch sử nhan sắc từ trước đến nay. Hiện tại, group anti của họ Ý Nhi đã tăng chóng mặt về số lượng thành viên chỉ sau chưa đầy một tuần lập ra trên mạng xã hội. Rất nhiều hội nhóm anti hoa hậu Ý Nhi với hàng chục nghìn thành viên, trong đó group cao nhất Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 500.000 thành viên và đã chuyển về chế độ riêng tư, đây là con số chưa từng thấy trong giới hoa hậu ở Việt Nam, bởi trước đó những người được biết đến có hội anti đông đảo như Hương Giang, Thiên Ân, Bảo Ngọc cũng chưa từng vượt quá con số 100.000. Trước đó vào ngày mùng 1 tháng 8, nhóm có hơn 280.000 thành viên, sau đó vào ngày mùng 2 tháng 8, chỉ trong vòng 10 phút sau phát ngôn liên quan đến vua Quang Trung bùng nổ trên mạng xã hội, số lượng thành viên của nhóm anti này đã tăng từ 366.000 lên 376.000 với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ diễn ra khắp mặt trận mạng xã hội cũng như việc xin lỗi, chăm chỉ cứu vớt hình ảnh bằng cách đi làm thiện nguyện thì mới đây trên mạng xã hội lại lan truyền thông tin cho thấy người đẹp gốc Bình Định văng tục chửi bậy với những anti fan đang tấn công cô. Cụ thể, dưới bình luận một bài viết, một tài khoản Facebook được cho là của Tân Hoa hậu mang tên Huỳnh Trần Ý Nhi có tích xanh đã để lại vỏn vẹn vài chữ: "Đờ con mờ chúng mày, để tao yên", mang tiếng là Hoa hậu nhưng Ý Nhi lại văng tục, đã nhận được gần 18.000 lượt biểu cảm cùng 2.000 bình luận chỉ trích.